Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ cây sồi siêu trái tại nhà Trần Canh Official. Xin mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Thưa cả nhà và các bạn, đây là một cây sồi siêu trái. Mời cả nhà và các bạn xem Trần Canh quay cây sồi siêu trái cho cả nhà và các bạn xem. Đó, trái các bạn. Trái rụng quá rồi các bạn. Ui, bạn thấy rụng không? Nuôi không nấu nó rụng. Đúng là siêu trái luôn các bạn. Đây các bạn. Bạn thấy không? Trái khủng luôn. Đây. Bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Đúng là siêu trái luôn các bạn. Trái quá đầu trái luôn các bạn. Cây xoài này năm nào nó cũng ra trái nha các bạn. Đặc biệt nó rất là sai. Trái nó rất là hấp dẫn luôn. Các bạn, thấy không? Ăn nó cực kỳ ngon luôn. Mình tìm cái nào hình cái rồi không các bạn. Trái này các bạn, trái lúc lũ cũ đúng là siêu trái luôn. Trần canh này sẽ trèo lên đó, các bạn thấy rộng không? Mình quay nó là nó rụng chín quá rồi luôn. Mình leo lên quay cho các bạn xem. Trái cực kỳ là nhiều luôn các bạn. Xoài này ăn cực kỳ thơm ngon nha các bạn. Trần canh lựa trái nào Trần canh này. Hái cái ăn ngon, chua chua ngọt ngọt các bạn. Có một cái chín kìa. Quá đầu trái đúng là siêu trái luôn. Ý. Cây sồi siêu trái luôn các bạn, ăn rất là hấp dẫn, rất là ngon. Kiếm cái nào rung, nó rung không các bạn? Mà canh rung nó rung nhậm rung các bạn, thính quá rung. Mấy con gì vậy, nó bu quá đâu luôn. Rung cái nữa nó có nhân các bạn. Rung rung siêu trái luôn, để chín rung quá đâu.
Con gì nó nhiều thế này? Đáng thấy không? Cái không? Đúng là cái sỏi siêu cái. Cái nào nó chín mà nó ngon mà thơm, anh cái cho nó này chưa chín. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy một cái rồi. Này các bạn, cái đây nó mới hấp dẫn, cái đó là, cái này là chính là hấp dẫn các bạn. Cái đó to quá đầu luôn. Ấy da, con gì nó bu quá đầu các bạn, con ong quá. Này 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 đây các bạn, mình sẽ rứt cái này nha, cái này là ngon nè. Cái này anh thôi đặc biệt ngon quá đâu. Còn cái nào nữa không? Thôi mình chỉ vô nhà mình ăn nha các bạn, thưởng thức xoài siêu trái này. Ấy ui dạ ơi, đúng rồi, rụng xoài siêu trái rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi xuống thôi. Úi dạ, úi dạ, kiểu xuống quá khỏe ha. Sao đi xuống nữa ha, lên được mà xuống được ha, để tìm cách mình xuống. Cây sồi siêu trái các bạn ơi. Ui da, rụng quá đời luôn các bạn. Đây, đây rồi các bạn ơi. Ui xa, rụng quá rồi. Cái này hư, cái này được, cái này nó bị hư, cái này bị hư. Được, cái đây đem hai cái này vô mình xơi. Đó, các bạn thấy không, nó nhiều quá, nó rụng quá rồi, rụng đầy đất luôn các bạn. Rụng lắm không các bạn? Các bạn thấy không? Siêu trái luôn. Cây sồi siêu trái tại nhà Trần Canh Optical. Các bạn thấy cái siêu trái không nào? Đó, trái khủng luôn các bạn ơi. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video cây sồi siêu trái tại nhà Trần Canh Optical. Hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp. Xin bye bye.